trong bóng đêm chiều buồn qua máu bóng tôi vây quanh mù khơi ngồi ôm thương nhớ nghe con tim anh lạnh giá em đâu có ngờ mỗi dịp đầu tựa như chiếc lá khô rơi trong bão sương ngờ duyên mình được đời chập cánh bay tìm sao cho xót nhưng nhói trong anh từng đêm thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây nghe đêm đang thở dài tình cho chào nay xa thân rồi biết không hề dòng lệ trào trên mắt ai vừa qua bao phố quen nhìn từng trang đôi khi có nhau điều bây giờ còn bước anh cô đơn lạc loài thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi dòng tô sẽ qua em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau chia miên thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây thưa quý vị, có một loại tình cảm khác xuất hiện, đó là tình nghệ sĩ. Ai hơn ai có lẽ họ cũng không mong muốn, vì họ yêu thương nhau, vì là đại gia đình. Và điều đó đều được thể hiện trong ánh mắt, trong nụ cười, trong tình yêu thương mà quý vị đã có mặt cùng chúng tôi cho đến giây phút này. Xin mời những người bạn đồng hành hãy đứng cùng với hai thí sinh để ủng hộ tinh thần cho họ trong giây phút không phải là đơn giản này. Và bây giờ xin mời ban giám khảo. Hôm nay cái phần thi hát bài Thôi Anh Hãy Về, bé Quỳnh Trang đã cố gắng. Anh Vũ nghĩ là em mới chỉ mới 19 tuổi thôi. Em cần cái thời gian để cho nó chín mùi cái nghề của mình. Và Mỹ Ngọc hát tốt hơn rất nhiều. Thì cái phiếu của Vũ sẽ dành cho Mỹ Ngọc. Một phiếu từ thành viên ban giám khảo. Và cái phiếu này anh xin dành cho Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc rất là sáng sân khấu, em có một phong cách trình diễn của một ca sĩ rất là chuyên nghiệp. Còn đối với Quỳnh Trang thì anh mong rằng em sẽ cố gắng thêm nữa về cái giọng hát của mình để có một cái tương lai sáng đẹp trong cái nền nghệ thuật, cũng như em phục vụ khán thính giả, những người yêu dòng nhạc bolero. Và xin mời ý kiến từ giám khảo Phi Nhung. Hôm nay cô Phi Nhung phá lệ một lần cuối cùng. Cô Phi Nhung nhận bé Quỳnh Trang làm đệ tử và đi hát, cô Nhung dắt theo để học hỏi kinh nghiệm. Con có thích không? Dạ con thích lắm. Rồi, vậy là con sẽ lên núi con học cùng với cô Phi Nhung nhé. Đó, rồi khi con xuống núi con sẽ hát với chú Dương Triệu Vũ với lại chú Mạnh Quỳnh nha. Và thưa quý vị, như vậy thí sinh Mỹ Ngọc của chúng ta sẽ tiếp nối chặng đường tiếp theo. Và bé Quỳnh Trang, bạn cũng có một cái niềm vui bất ngờ mới. Cảm xúc của bạn lúc này như thế nào? Có cảm thấy vui, có cảm thấy hạnh phúc không? Dạ có. Ngày hôm nay thì Ngọc rất là tiếc khi mà Quỳnh Trang phải ra về. Một thí sinh mà là một người em của Ngọc, Ngọc cảm giác là rất là buồn khi mà phải chia tay với em. Con xin cảm ơn các cô, các chú trong ban nhạc đã cho con học hỏi rất là nhiều. Cùng với đó là cũng tập luyện cho con rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta cùng hát một bài tiễn biệt, đúng không nào? Thôi
sự chia tay nhau đã đến, coi tàu đất vắng trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối, dòng lệ tuôn rơi mắt đắng nghẹn ngào siết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đàn tàu lăn bánh rơi bến chậm chậm khuất xa. Chào, em là Quỳnh Trang và đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đam mê lớn nhất đối với em là ca hát và diễn xuất. Nhưng mà vì em còn rất là nhút nhát trên sân khấu và thiếu tự tin trong giao tiếp. Em nhớ lần đầu tiên khi em bước lên sân khấu trước rất là nhiều khán giả thì em rất là run. Lúc đó em không biết làm gì hết, chỉ dám đứng có một chỗ thôi. Cho nên khi mà biết chương trình Ban nhạc Quyền năng thì em rất là muốn tham gia để có cơ hội được đứng trên sân khấu lớn trước rất là nhiều khán giả để mình có thể trải nghiệm và tự tin hơn. Đời từ muôn thuở tiếng mơ cũng vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa màng. Tôi đem tất cả tim lòng trao hết cho trong ban nhạc đồng ý, các nhạc sĩ thương yêu của chúng ta. Khi mà em quay lại thì em rất là bất ngờ và hạnh phúc bởi vì không có cô chú nào bỏ em cả. Tôi có thể tìm thấy cái nét tinh khôi trong cái giọng hát của em. Thành thật mà nói, tôi lắng nghe từng chữ của em hát và tôi cũng đã rất thả hồn mà đánh đàn theo. Cái phần trình diễn của em thật là còn trên cả tuyệt vời. Giọng ca của bạn đối với lại những ca sĩ chuyên nghiệp thì chúng tôi có thể nhận xét rằng là bạn chưa tới. Nhưng mà cái mà chúng tôi cần và cái mà chúng tôi đang tìm kiếm đó là một cái sự thơ ngây, sự tinh khôi và một cái sự riêng biệt trong cái giọng hát mà không có bị bắt chước, chưa bị like. Wow. Cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà lần sau đừng có khóc nhiều quá trên sân khấu. Thấy chưa, cười nhiều và thấy chưa, cười đẹp tới kia mà. Em cười cho khán giả coi.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe ba giám khảo chia sẻ. Em làm cho anh nhớ tới một cái hình tượng của một người mà anh cũng rất là thần tượng. Anh chúc mừng em và hy vọng em giữ mãi cái sự ngây ngô, cái niềm đam mê này và giữ mãi cái sự mộc mạc trong giọng hát của em. Và hãy mãi mãi là riêng em nhé. Chúc mừng em. Cảm ơn em rất nhiều. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Cái giọng của con ngọt ngào, rất là đẹp. Từ phong cách, dốc dáng, khuôn mặt của con rất là hiền, rất là dễ thương. Cô Phi Nhung rất là hài lòng về con. Con dạ. Cảm ơn chị. Những cái lời đánh giá, nhận xét, góp ý của cô chú ban nhạc và ban giám khảo, em sẽ ghi nhớ và cố gắng thật nhiều ở vòng sau để không làm cô chú thất vọng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên. Ôi, ở Phú Yên hả? Dễ thương nhở. Bây giờ là quà tặng từ ban giám khảo nè. Đóng nha. Yeah. Em ơi chứ bây giờ mà em ở kia đâu đâu, để cho anh trong đứng nửa trong ngầu đầu canh khuya chứ hồng nào. Quá phú lỡ em ngấu chua chứ lại lắm nước nước ngọt. Quá hồng dùa em mừng kỳ nát. Chứ bây giờ em không ngọt chứ em không mang đến trong nghèo nó cực khổ mà gian nan nó cơ. Có ngày nào con trở lại đường xưa mẹ già sẽ đừng ngóng mong mỏi trong con. Em cười đúng là tuổi 19 luôn á. Ban nhạc nghĩ sao với kết quả số điểm hai bài hát vừa rồi là
Wow. 10 điểm luôn. Em 19 tuổi vẫn còn khá trẻ để mà diễn tả được cái những cái luyến lấy và những cái đoạn mà chuyển bài qua cái bài Lòng Mẹ Hai của Ngọc Sơn. Thì cái đó rất cần đòi hỏi được kỹ thuật rất là nhiều. Toàn tổng thể tôi vẫn chọn cô ấy là sẽ có tiếng xa hơn chúng ta sau. Rất là bất ngờ khi mà em là thí sinh đầu tiên được điểm 10. Xin mời cô Hải Phượng. Bài thứ nhất và bài thứ hai á, có một cái đoạn giữa. Lúc tập á, bạn đã có thể hát một hơi nguyên cả một câu đó. Thế nhưng mà nếu bạn hát một hơi thì cuối hơi bạn sẽ bị mất một chút xíu vì bạn bị đuối. Và ngày hôm nay bạn đã xử lý cái đoạn đó rất là khéo khi mà bạn cắt ra, ngưng lại và lấy đủ hơi cũng như làm cho khán giả có một cái sự chờ đợi để mà khi bạn xuống cái câu tới là được cái sự hoan nghênh của mọi người rất là nhiều. Và tôi đánh giá cao các cái cách xử lý của bạn. Nó xuống như vậy giống như xuống hò của giọng cổ vậy đúng không? Nhưng mà có cái khó như thế này, bài đầu các bạn rất là rộng. Nhưng em nối qua bài sau thì nó sẽ nới vô cái quãng thấp. Chú rất sợ khi mà con khi những cái nốt thấp và những nốt cao và con đã làm được điều đó. Còn ở những mà một hơi, hai hơi, kể cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng vậy, vẫn còn lấy hai hơi mà. Mình còn thời nhiều thời gian, tuổi con còn nhiều nha, cố gắng. Em biết về bản thân của em còn phải cố gắng nhiều lắm. Bởi vì cũng có rất nhiều những bạn cùng 19 tuổi như em mà đã rất là giỏi. Vâng, xin cảm ơn tình cảm yêu thương của ban nhạc đã dành cho thí sinh. Kết quả tổng số điểm của các thành viên ban nhạc quyền năng sẽ là 77 điểm cộng với số điểm của 20 vũ công chúng ta, bạn có kết quả là 97 điểm, dẫn đầu. Chúc mừng con tới 97 điểm luôn. Cái nét rồi hồn nhiên của con khi mà con bước ra, con làm cho cô Nhung bị cuốn hút theo con. Em thấy bé hát rất hay. Và cái giọng này là một cái giọng thiên phú. Tất cả những cái nốt luyến lấy đều rất ngọt ngào. Có 19 tuổi mà em đã làm được điều đó. Nhất là cái câu hò đó em xử lý rất là lạ. Anh thấy em cháu thì đứng hơn. Cháu có thể ngâm thơ hay hơn được nữa. Chẳng hạn như là con đi khắp đời phương trời, biết ngày đường xưa mẹ dạ con xuống. Đường xưa mẹ già nó sẽ hay hơn. Hồi nãy cái đường xưa mẹ già nó bị ngang ngang lắm, mình có một cái thổn thức chút xíu. Rốt cuộc rồi cháu hay em? Cháu 19 tuổi rồi, tôi 46 rồi. Chúc mừng em, người cao điểm nhất cho đến giai đoạn này. Em xin cảm ơn các cô chú ban nhạc và ban giám khảo. Chiều phận gái sang sông, tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang trường, trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ, ba chim bảy đội một chuyến sang ngàn. Chúng gánh gãy giờ đang thuyền quyên trong trái vô vàn, từ đêm xuôi lệ tuôn tràn. Bao nhiêu bên mộng trong đời mà em bên đường, em đồng hồ. Em về bèo bọt một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời,
thời con gái cũng qua xa. Nợ duyên gánh gãy ngang chơi tuổi xuân bước lẽ trong đầu thời con gái cũng qua. Em 20 vũ công không ai ngồi xuống hết, cuối cùng có hai người ngồi, như vậy là 20 - 2 còn mấy? 18. Em chọn bài 17 mà em được 18 điểm, vậy là em hên rồi, cho mình tràn pháo tay. Lời đầu tiên là xin lỗi bé Quỳnh Trang. Ngồi rồi xin lỗi bé, gì không, bé rất là dễ thương. Có thể là do cái tâm trạng cái tuổi mình là rất là tươi vui, nhưng mà khi mình thể hiện cái bài này nó buồn. Bà xã em. Anh phải không? Dạ. Xin mời chị. Cả hai cùng giống nhau luôn. Cái bài nhạc nó không có thấm vô mình, từ cái lời nhạc nó làm cho mình không có cái cảm xúc nhiều hơn. Cho bên dìu nhau vào lại thế coi. Đang nhảy. Phải xoay một cái phải chịu đi vô á. Xin cảm ơn. Mình nghe số điểm của các thành viên bằng nhạc. Nhiều số 8 và có một số 7. Em cảm thấy hơi thất vọng vì phần thể hiện vừa rồi của mình. Anh Phong, anh chia sẻ đi. Có thể là em chọn cái bài này nó chưa có hợp lắm. Lúc em luyến lấy nó chưa có ngọt. Xin cảm ơn anh Phong. Xin mời Minh Khang. Trước tiên khi mà chọn nhạc thì em phải biết bản thân cái giọng của em là em hát xuống nứt tới nốt gì và hát cao nhất nốt gì. Đó là một kinh nghiệm lựa chọn bài. Lần sau nhớ để ý hơn nha. Lần sau em sẽ lưu ý hơn về cân nhắc những lúc mà chọn lựa bài để phù hợp với mình. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc quyền năng, tổng số điểm là 71 điểm cộng với 18 điểm. Như vậy chúng ta có 89 điểm. Xin chúc mừng Quỳnh Trang. Chia sẻ từ ban giám khảo, xin mời Mạnh Quỳnh ạ. Cái giọng em rất là ngọt, rất là truyền cảm. Nhưng mà em nên cẩn thận về những cái nốt thấp. Thực ra cái dòng nhạc bolero này á, nó không có khó hát nhưng mà nó cũng không có dễ. Anh hy vọng là sau cái chương trình này em sẽ lấy thêm kinh nghiệm về vấn đề đó. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Cô Nhung phải nói thật cho con biết, cái bộ đồ này nó không có hợp với cái tuổi của con. Tuy rằng là năm 17 tuổi con đi lấy chồng, nhưng mà cái đó là mình kể câu chuyện thôi. Đây con mặc một cái bộ đồ như vậy, thứ nhất là áo dài rất là nhăn nhó. Chị khó không được quá. Không phải quá. Để rút kinh nghiệm. Tại vì nhiều lúc cháu ở trong đó ngồi đợi để không mà được, lên đi không thi được. Cái, nào, cái này để cho chị nói. Mai mốt là con phải rút kinh nghiệm mà con ủi áo cho thiệt là đẹp nha. Còn giọng thì quá đẹp rồi. Còn dài lắm con, mới có 19 tuổi thôi. Em hãy lấy đây như là một cái hồi chuông để mà cho em phải cố gắng nhiều hơn nữa và làm cho mình trở thành hoàn thiện hơn. Wow! Em ơi, hãy giữ niềm đam mê của mình bởi vì ông trời đã thương em cho em một giọng hát hay. Chúc mừng, tự tin nha. Quê hương là chim khế ngọt, châu con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đường. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm
trời cao mây trắng chang quang đẹp như tranh Thưa quý vị, trong số 20 các vũ công, chúng ta có hai người đã không tiếp tục nhảy, bằng được 18 điểm. Chúc mừng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm từ các thành viên của ban nhạc Quyền Năng. Kết quả là... có 1 điểm 10. Wow. Kết thúc phần thi vừa rồi của mình thì em cảm thấy nó chưa có được hoàn hảo lắm. Nhưng mà khi quay lại và nhận được điểm 10 từ thành viên trong ban nhạc thì em cảm thấy nó an ủi lại phần nào. Xin mời Minh Kha. Hôm nay em có một tiết mục diễn tốt hơn tiết mục tập trước rất nhiều. Và thứ hai nữa, em có cái đoạn biến tấu ngay cái đoạn giữa bài, em có cái hò nó lắng xuống và nó tạo lên cái anh một cái cảm xúc rất là lớn. Và cộng thêm nữa là cái chiếc áo dài của em, anh rất thích. Em cảm ơn. Rất tuyệt vời. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Hôm nay tôi nghe thấy có một vài chỗ nó có vẻ như là nó lo ra, nó không có thoải mái cho lắm. Và riêng về cái phần hò mà bạn Kha nói đó, thì tôi thấy là một ý tưởng hay nhưng mà nó chưa được làm trọn vẹn. Tôi nghĩ là bạn phải chuẩn bị cái hơi cho nó dài hơn và nó dứt khoát, nó không có do dự trong cái những cái luyến lấy. Xin cảm ơn ban nhạc. Thưa quý vị, tổng số điểm từ ban nhạc là 78 điểm. Và cộng với 18 điểm, thí sinh chúng ta đã có 96 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Đối với anh thì theo những cái giọng trước em đã trình bày thì giọng này em khá hơn rất là nhiều. Em trình bày nhạc phẩm quê hương này rất là có tình cảm và có hồn. Chính em nên giữ cho khả năng của mình cho tốt hơn. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời ca sĩ Phi Nhung. Cô Nhung ủng hộ con mấy cái điều con sáng tạo. Con đã đưa cái câu hò vô cái phần nhạc chính giữa. Và nếu con có muốn hò thì con phải nghe kỹ những cô chú đi trước hò và con giữ cái hơi cho mình nhiều để mà mình hò nó không có bị mệt. Cái ý tưởng đó thì cũng mới suy nghĩ ra thời gian gần đây thôi, cho nên là khi mà phối vào rồi thì nó không được hòa quyện lắm và làm khựng lại cảm xúc của người nghe. Hy vọng rằng con sẽ có vững niềm tin và sáng tạo để giữ vững tinh thần và tình yêu của mình với âm nhạc. Xin được chúc mừng Trang. Thank you.
Đèn cụ của em dễ thương quá, đáng yêu quá. Tại vì có một người ngồi cho nên phải trừ mất một điểm ha. Chào em tên gì? Dạ em tên Thư ạ. Chào bé, bé hát nó dễ thương nhưng mà chị nghe cha cha ồ rìa dễ thương, nhẹ chậm chậm chứ nên chị ngúng chị nhảy chị nghe. Nhưng mà chị không nghe rõ được cái lời của bé hát. Xin cảm ơn bạn. Bây giờ mình xem điểm ban nhạc như thế nào nha. Em ơi, sao có cái hai cái điểm 10 nó chấn phía sau mặt tiền điểm 7. Tại sao 7 điểm vậy anh Phong? Bác hát không ra được cái màu của cái bài này. Giọng mới hiền quá. Cái giọng phải nhí nhảnh, lãnh lót cái kiểu như cô Phi Nhung á, hát mới ra. Đồng thời là đánh trống. Một người thì 8 điểm, một người thì 10 điểm. Minh Kha. Hôm nay em bận đồ rất là đẹp. Hát thoải mái hơn rất những tập trước rất nhiều. Yeah. Chú cho em 10 điểm. Chú ơi, chú cho em kỳ quá. Cái gì vậy? Mà cái bài này tiết tấu cũng khá nhiều, trống tùm lum hết. Mà chú, mà anh cũng... Bây giờ anh hay là con, để tôi gọi bằng chị cho nó nhanh. Còn bây giờ, tổng số điểm của ban nhạc sẽ là 78 điểm cộng với 19 điểm. Thí sinh của chúng ta có 97 điểm. Chúc mừng Quỳnh Trang. Em mặc đồ này em thấy như thế nào? Dạ em thấy nó dễ thương. Nhiều người thấy cũng thương lắm đó. Không biết giám khảo Mạnh Quỳnh có thương không? Bữa nay thì anh thấy em hát, em diễn xuất, em có vẻ vui tươi hơn. Có thể là vì cái nhịp điệu của bài nhạc em làm khá hơn những cái dòng trước. Nó đúng là cái thể loại này thì không phù hợp với em cho lắm. Nhưng mà anh thì lúc nào cũng yêu cái dáng dốc và nhỏ nhắn và dễ thương của em. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Với cô thì hôm nay con diễn xuất và con hát hay hơn những cái lần trước. Cô chúc mừng con. Chỉ ở đây là cái nốt thấp nhất thì con không xuống tới thôi. Con nghe không có rõ thôi. Nhưng tại vì cái giọng của con nó đã như vậy rồi. Thật sự là em rất muốn thể hiện phần thi của mình tốt. Nhưng mà khi mà em trình diễn thì em rất là sợ. Em rất là sợ phải tập trung múa cho đúng nhịp. Và không biết là khi múa mình có bị giẫm trúng váy hay không. Xin chúc mừng em. Từ luôn quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bên lo, suốt đời tình thắm sâu. Mỗi sự tuyệt vời để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói. Gặp nhau muốn khói nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hòa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan
áo hồng đêm tiến đưa. Lá thu chập rơi cùng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Buông ra đi, quay hình không có đẹp. Kệ nó, lỡ ôm rồi. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại thỏa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm tắt ngay trong lòng. Xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiến đưa. Lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón Phi Nhung nhưng nào thấy sầu dâng lên tim. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em cảm ơn ban giám khảo ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều. Mẹ thường bảo con thân gái đục trâu, mai kia bố nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng chẳng thèm liệu lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu, ba bên bóng nhìn ra hố vào. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không đứng ngồi. Nói năng lừa lời. Mẹ, mẹ ơi, phận gái 12 bến nước biết bến nào trong biết sông nào được con, biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên mười mấy
mẹ cứu mang quan dương chưa một lần đền ta nghĩa. Mai mốt đây về làm dấu thiên hạ là cả một đời trao trọn cho người ta, để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén. Mẹ sao mẹ cứ khóc hoài vậy? Mẹ khóc hoài làm sao con đi lấy chồng nè? Mẹ lo lắm. Dù người ta yêu thương, con nhớ đừng xem là thường. Xuất giá rồi tòng phu con nhé. Con ngon dung đức hạnh, trọn đời con thờ chồng, giữ gìn tiếng sách trong danh gia ta tuy chung. Học hành đi nghe con gái mẹ, dầm ngàn thân gái đục trong, một lần sẽ qua áo hồng suốt đời, khắc ghi trong lòng. Thấy con nên việc thất gia lòng già, con nghe mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Nhung ơi, dạ không biết rồi con có làm đẹp già bên chồng. Mẹ đã làm dâu nửa đời người nên mẹ biết cay đắng đắm bề nước mắt chán cơm. Nếu mẹ chồng con quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuông. Đi đứng khoan thai nói nặng cho nhỏ nhẹ kẻo đám em chồng con nó mai mẹ. Chợt nước lên
lôi cuốn con đò vô tình, lờ theo nước. Chỉ thao thức từng đêm cầu nguyện cho em ngày xuất gia theo chồng, hạnh phúc tươi hồng trọn vẹn ở ngày sau, đừng giống chi nghẹn ngào khóc thương đời con trai. Trời xuống trong cuộc đời của chị, nên chị muốn giang tay ôm hết phần bất hạnh cho cuộc đời em luôn hạnh phúc vuông tròn. Một tấm lòng nhân hậu thủy chung sao người nở phố vàng, để mỗi hoàng hôn chỉ ngồi trên bến vắng trong mài con đò đã biển biệt xa khơi, em sợ dòng đời đưa đầy nỗi trôi. Đừng lo sợ em ơi, rồi hững hờ câu duyên nợ khi dòng sông còn bên bồi bến lỡ thì con người cũng có kẻ rủi người mai. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò mong quay về đây, thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy. Thì chỉ sẽ đêm hết thủy chung mà ru lại câu hò của nghĩa phu thế của tình tâm mừng. Để con đò xưa được về neo bến cũ, để giữ cho em nguyên
dán niềm tin ngài xuất gia theo chồng. Con sông quê còn lúc trong lúc đục, con người ai không một lỡ hai lầm. Em đã hiểu và không còn lo sợ nữa, em sẽ đi trên quãng đường đời dù cát bụi trong gai. Đời của chị nghèo một nắng hai sương, thay mẹ nuôi em trong mưa tầm nắng và đức độ bao dung tặng em về sống bên chồng. Đêm qua mau trăng lùng xuống bờ lao thương, ngậm ngùi giây phút tiễn đưa. Mai này những sóng những vợ hiền, nhưng không có chị bên mình. Em nhớ câu hò mênh mang trên bến sông, áo ngắn chân không chỉ qua chuyến đò đông. Chỉ ước dòng đời đừng nổi cơn theo nếu phải sống vững vàng và bao dung như chị. Câu hò thủy chung là nghĩa nhân đạo lý, chị mong ước con người biết yêu quý nâng giấc ngủ ban đầu.
thu bao tầm tay, rồi con lớn khôn 20 tuổi rồi như mẹ ngày. Trong con, trong niềm hy vọng bao la, mấy đêm dòng trời ngang ngóng chờ con, mong vào giấc ngủ, giấc ngủ lòng ngàn kiêu sa, mong vào giấc ngủ, giấc ngủ lòng ngàn kiêu sa, mong vào giấc ngủ, giấc ngủ lòng ngàn kiêu. Hai thế hệ trên sân khấu kìa, mẹ Giao Linh và Phi Nhung, và Phi Nhung và con gái của mình. Mẹ, con tặng cho mẹ, con chúc mẹ sống lâu 100 tuổi. Mẹ cảm ơn con. Con chúc mẹ hết bệnh, con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ cũng mong rằng mẹ con mình sẽ có được thật là nhiều dịp để gặp lại nhau, để gắn bó với nhau. Bởi vì cái con đường nghệ thuật nó dài thênh thang, và mẹ mong rằng đường nghệ thuật của con luôn luôn nở đầy hoa. Thì trước mắt mẹ đó là 24 cái hoa rồi đó. Cho nên con ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Mẹ lúc nào cũng yêu con. Và thưa quý vị, trong nghệ thuật ca hát, phần kỹ thuật bây giờ nó đóng vai trò thứ yếu rồi. Cảm xúc, sự chân thật từ con tim sẽ đến được con tim. Và nghệ sĩ Giao Linh hôm nay đã chiếm trọn con tim của tất cả mọi người. Và tình yêu đó đã được xây dựng lâu bền và mãi mãi trong lòng của người dân Việt. Xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn.